Hi, chào bạn đã tới kênh giới thiệu xe 5S Studio. Hôm nay Hải sẽ cập nhật cho các bạn tình hình giá niêm yết các dòng xe Hyundai Accent thời điểm của tháng 5 2020 và cũng như tháng 6 2020. Thì Hyundai Accent 2020 thì vẫn có 4 mức giá dành cho 4 bản. Sau đó có bản số sàn bản thiếu, số sàn bản đủ, số tự động bản thiếu và số tự động bản đủ. Bên cạnh mình đây là phiên bản là số sàn bản đủ. Bản này thì đang có mức giá bán là 460 triệu. Bản thiếu thì sẽ rẻ hơn, rơi tầm khoảng 420 triệu cho bản số sàn. Thì hai bản số sàn thì sẽ có mức giá rất là hợp lý nếu mà mình sử dụng chạy dịch vụ cũng như chạy thêm xe dâu, xe hoa. Còn nếu mà anh em cố lên một chút lấy bản số tự động thì sẽ có hai bản số tự động nhé. Bản số tự động bản thiếu là 490 triệu và số tự động bản đủ là 535 triệu. Thực ra đây chỉ là giá chính sách niêm yết tại thời điểm tháng 5 này thôi. Còn nếu mà các bạn có nhu cầu thực sự lấy xe hoặc là có nhu cầu quan tâm đến mức ưu đãi cũng như chiết khấu thêm của đại lý thì các bạn có thể gọi theo số hotline ở dưới. Thì nếu mà các bạn gọi cho bạn tư vấn bán hàng thì sẽ được hỗ trợ thêm về chương trình chiết khấu cũng như quà tặng về bảo hiểm phụ kiện, tiền mặt hay là nội thất trang trí. Thì phiên bản mình đang ở cạnh đây giới thiệu cho các bạn sẽ là bản Hyundai Accent phiên bản số sàn bản đủ. Thì sau đây mình sẽ đi nhanh qua những cái chi tiết về nội thất cũng như tiện nghi cho anh em nào mà chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu về Hyundai Accent được lắm rõ hơn nhé. Ok các bạn nhé, thì sau đây mình sẽ giới thiệu nhanh những cái điểm nổi bật về ngoại thất cũng như nội thất thiết kế của Hyundai Accent bản số sàn bản đủ cho những các bạn nào mà đang có nhu cầu tìm hiểu về dòng xe Hyundai Accent được lắm rõ hơn nhé. Thì ở đây mình đang có chiếc Accent bản số sàn. Thì tất cả Accent bản số sàn cũng như số tự động thì đều sử dụng máy 1.4. Về công suất thì nó đều về cái thiết kế thì đều có chiều dài như nhau là dài 4m4, rộng 1m75. Phiên bản Accent mới có thay đổi rất là nhiều. Các bạn có thể thấy là về cái phần đầu xe thì sẽ thiết kế theo ngôn ngữ là điêu khắc dòng chảy, có nghĩa là cái phần lưới tản nhiệt ấy sẽ giống như một cái thác nước ở giữa là cái logo Hyundai. Đấy, bên cạnh là các sọc ngang đấy, rất là giống một cái thác nước đang chảy. Hyundai Accent thì các phiên bản thì đều có sử dụng công nghệ đèn là đèn bi nhá, nhưng đây là bi halogen chứ phải là bi led. Ở dưới cụm đèn sương mù mạ chrome và cũng là đèn dạng bóng chiếu Brighter luôn, rất là đẹp. Bản này sẽ có là màu trắng nhé, đây là bản màu trắng. Ngoài ra xe còn có màu đen, màu nâu, màu đỏ, màu bạc. Đấy. Phiên bản này thì anh em sẽ thấy là xe nhìn rất là mềm mại, rất là thanh thoát. Accent thì sẽ có trang bị là vành 15 inch và hỗ trợ phanh đĩa 4 bánh nhé. Có hỗ trợ cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi ngang dốc và kiểm soát chống bó cứng phanh. 4 bánh đều là phanh đĩa cả. Về cái nâng cấp mới của Accent thì Accent sẽ có anten vây cá. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 5,58 lít trên 100 cây. Đấy. Mình sẽ chắc là giới thiệu nhanh thôi. Tại vì Accent thì về cái thông số thì nó cũng rất nhiều. Xe sẽ có trang bị sẵn là 4 cảm biến lùi và 1 camera lùi nhé. Ở đây là 4 cái chấm này. 4 chấm này chính là 4 cảm biến lùi. Nếu mà anh em lấy xe thì có thể là sơn lại cho nó đồng màu thì đẹp hơn. Đấy, và một camera lùi ở dưới. Với Hyundai Accent thì chỉ có duy nhất phiên bản đặc biệt, bản 1.4 đặc biệt thì được trang bị ghế da, còn tất cả sẽ là trang bị ghế nỉ. Bản số sàn này cũng vậy, nó sẽ có trang bị ghế nỉ hai màu đen, màu be, màu trắng, màu hơi trắng một tí và sẽ có cửa gió điều hòa phía sau. Cái này giúp cải thiện cái nhiệt độ khi mà các hành khách ngồi trên xe. Đây, bản số sàn nhé. Bản này sẽ là số sàn. Con này thì sẽ tích hợp gương chỉnh điện, gập điện và tự động khóa cửa nhé. Đấy. Và rất nhiều bạn thắc mắc là để xem được một cái xe nó sản xuất năm bao nhiêu ấy, thì hãy xem vào cái tem xe ở đây này. Đây. Tem là sản xuất năm 2020 và con này là lắp ráp tại Việt Nam nhé. Trên đây có rất là đầy đủ các thông tin như khối lượng,
tự trọng con này nó hơn 1 tấn cơ, rất là nặng, và chở được toàn bộ khoảng 1,5 tấn. Vậy là cái xe này nó nặng khoảng 1 tấn và chở được khoảng 550 cân. Vậy là 4-5 người lớn thì 70 cân ngồi vẫn thoải mái, 7-80 cân thì ngồi thoải mái. Với phiên bản này thì anh em sẽ không có giữ ga tự động nhé. Bản đặc biệt thì trên vô lăng sẽ tích hợp cả giữ ga tự động. Vô lăng của phiên bản này thì có tích hợp cơ bản là đầy đủ các phím chức năng khi ta điều khiển. Và phiên bản này cũng sẽ có đèn, ở đây là đèn auto nhé. Đấy. Sẽ, nhưng mà điều hòa chỉ là điều hòa cơ thôi. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn về nội thất. Về nội thất thì các bạn nào muốn trải nghiệm thì có thể gọi theo số hotline để được trải nghiệm thực tế nhé. Xe cũng có trang bị khởi động thông minh, start top rồi, chuyển thông minh rồi, đã có màn hình rồi. Đấy, rất là hay. Đấy. À, mình quên chưa để chìa nên là không mở được. Màn hình này sẽ kết nối được iPhone, Android, cũng như là có bản đồ độc quyền. Thực ra cái màn hình của Hyundai này cũng rất nhiều bài review nói về cái màn hình này rồi. Phiên bản này thì các bạn chú ý chỉ có 2 túi khí thôi nhé. Và bản đặc biệt thì anh em sẽ có 6 túi khí. Đấy, về giá thì các bạn ngoại trừ cái giá lên biết, nếu các bạn muốn lấy xe mà biết rõ cái giá cụ thể tại thời điểm nào thì có thể gọi lại theo số hotline. Đây. Ghế thì các hàng ghế đều chỉnh cơ nhé. Về an toàn thì con này chỉ có 2 túi khí thôi. Khá là tiếc. Vì trong phân khúc này thì thường là các đối thủ sẽ là lên là 6 đến 7 túi khí, tối thiểu phải là 3 túi khí rồi. Đây. Thì 4 bản. Mức giá thì anh em hãy gọi theo chi tiết để cập nhật được cái chương trình quà tặng, bảo hiểm, phụ kiện cũng như là nội thất cũng tiện nghi. Còn giá chỉ là giá limit để anh em chuẩn bị về tiền và tài chính thôi. Thì mà bên Hyundai cũng sẽ hỗ trợ các anh em mà vay trả góp từ 80 đến 90% giá trị xe nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi.